đen, áo em màu trinh, áo xinh là xinh, áo em trong trời buồn, là gió, là bướm, là hoa, là mây chiều ta. Ngày nào em đến nón em cầm tay, nón em màu mây, nón em sao thẹn thùng, kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Có bao giờ xoa nhòa tà áo trắng hình dáng người em không ngóng chờ, một bài thơ đẹp thêm tình duyên trên nón em. Rồi từ hôm ấy nón em làm thơ, nón em dệt mơ, đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Mây chiều ta, ngày nào em đến nón em cầm tay, nón em màu mây, nón em sao thẹn thùng, kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Có bao giờ xóa nhòa tà áo trắng hình dáng người em một bài thơ đẹp thêm tình duyên trên nón em. Rồi từ hôm ấy nón em làm thơ, nón em dệt mơ, đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Một câu chuyện lòng.
để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Thưa quý vị, một lần nữa, đây là collection áo dài do nhà thiết kế Việt Hùng thời trang áo dài ba miền Nam Trung Bắc, và chiếc áo dài mà Kỳ Duyên đang mặc đây cũng là do nhà thiết kế Việt Hùng đã thiết kế cho Kỳ Duyên trên lụa của Thái Tuấn. Xin cảm ơn Việt Hùng. Thái Tuấn, thương hiệu thời trang Việt Nam, hành trình vươn tầm thế giới.